Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay nhiều địa phương ở miền Bắc đã bớt được phần nào sự khó chịu do nồm ẩm gây ra. Trời giảm mây và khá khô ráo từ sáng sớm kéo dài đến khoảng giữa trưa. Nhưng thời tiết này thì sẽ không duy trì lâu vì hiện tại khối không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống và dự báo trong khoảng chiều tối nay nó sẽ làm thay đổi thời tiết các tỉnh thành miền Bắc. Sự tương tác của khí lạnh với các hình thái đang tồn tại ở khu vực miền Bắc xuất hiện một đợt mưa vừa mưa to trên diện rộng. Các tỉnh vùng núi thì cần đề phòng với khả năng có tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ sẽ giảm đi đáng kể trong 2 ngày tới, chỉ ở mức 18 cho tới 24 độ ở các tỉnh phía Tây Bắc và từ 17 cho tới 20 độ ở khu vực Đông Bắc Bộ. Đến ngày 26 thì mưa ở miền Bắc sẽ giảm dần, nhiệt độ cũng có xu hướng tăng thêm khoảng 1 cho tới 2 độ, tuy nhiên thì vẫn ở ngưỡng rét. Với sự tác động của không khí lạnh thì nhiều khả năng các địa phương sẽ xuất hiện các hình thái thời tiết cực đoan như là mưa đá, tố lốc. Khi di chuyển mà gặp mưa dông, chúng ta chú ý không dùng điện thoại di động khi đang di chuyển trên đường. Tuyệt đối không được trú mưa ở dưới gốc cây. Các phương tiện thì cần tạm dừng di chuyển hay là người đi bộ thì cũng không nên đứng ở trên các tòa nhà cao tầng trước và trong thời điểm mưa dông diễn ra. Không khí lạnh chưa tác động đến miền Trung nên hôm nay khu vực này vẫn ít mưa và có nắng nhiều. Nhiệt độ vẫn còn ở mức khá cao, dao động trong khoảng 29 cho tới 33 độ. Sau đó, từ đêm nay sang đến ngày mai thì không khí lạnh cũng sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc kết hợp với điều kiện địa hình tại đây sẽ là nguyên nhân xuất hiện những cơn mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ khu vực này giảm dần, ở phía Bắc Trung Bộ chỉ từ 17 cho tới 21 độ, còn Trung Trung Bộ thì mức nhiệt là từ 23 cho tới 28 độ. Còn các tỉnh phía Nam thì chỉ giảm nhẹ với mức nhiệt 3 ngày tới trong khoảng 27 đến 30 độ. Ở phía Nam tuy chưa có dấu hiệu xuất hiện của mưa nhưng nhiệt độ ở Tây Nguyên và Nam Bộ thì đã hạ dần. Nắng nóng chỉ còn duy trì trong hôm nay và ngày mai với mức nhiệt ở cả hai khu vực này là 33 cho tới 36 độ. Từ ngày 25 tháng 3, nhiệt độ tại đây có xu hướng giảm. Ở Tây Nguyên đạt mức 30 cho tới 33 độ. Còn các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ dao động từ 33 cho tới 35 độ. Và sau đây là phần dự báo chi tiết cho các ngày tới cho khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ, trong 3 ngày tới, trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong 2 ngày tới. Sau đó thì mưa sẽ giảm nhanh, gió nhẹ, trời chuyển rét. Nhiệt độ ngày mai từ 19 đến 24 độ. 2 ngày tiếp theo, mức nhiệt trong khoảng 17 đến 26 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, 3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong 2 ngày tới. Sau thì mưa giảm nhanh, trời chuyển rét. Nhiệt độ trong 2 ngày tới ở mức 17 cho tới 20 độ. Đến ngày 26 tháng 3, mức nhiệt sẽ tăng thêm khoảng 1 độ nữa. Khu vực từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế, 3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa rải rác, phía Bắc trời chuyển rét. Nhiệt độ giảm chỉ còn phổ biến từ 18 cho tới 25 độ. Trong 2 ngày, ngày 25 thì mức nhiệt sẽ giảm đi khoảng 1 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, 3 ngày tới phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác, phía Nam phổ biến không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ trong những ngày này sẽ giảm nhẹ, chỉ dao động từ 27 cho tới 30 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên, trong 3 ngày tới mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Riêng ngày 24 tháng 3 thì trời nắng nóng với mức nhiệt trong khoảng 33 đến 36 độ. 2 ngày tiếp theo, nhiệt độ sẽ giảm dần và phổ biến trong khoảng 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, 3 ngày tới, thời tiết chưa có nhiều biến động, vẫn phổ biến trạng thái mây thay đổi, không mưa, ngày nắng. Riêng miền Đông Nam Bộ thì sẽ có nơi có nắng nóng, nhiệt độ trong khoảng 33 cho tới 35 độ. Riêng miền Đông Nam Bộ có thể lên đến 35 đến 36 độ. Trở ra với thủ đô Hà Nội, 3 ngày tới trời nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, sau mưa sẽ giảm nhanh, trời chuyển rét. Nhiệt độ trong 2 ngày tới trong khoảng 18 đến 21 độ. Đến ngày 26 tháng 3, mức nhiệt cũng sẽ tăng thêm khoảng 1 độ. Trên biển, do sự ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ đêm mai 24 tháng 3, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Trong khi đó, ở quần đảo Trường Sa bắt đầu từ chiều và đêm ngày 25 tháng 3, gió Đông Bắc cũng sẽ mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 cho tới 4 mét. Bà con ngư dân tại cả hai quần đảo nên tìm nơi neo đậu an toàn trong thời tiết này. Bản tin dự báo thời tiết cho 3 ngày của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.